Thưa quý vị, liên quan đến tình trạng khai thác vượt mức cho phép tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Huy Phú mà diễn đàn doanh nghiệp đã thông tin từ đầu vụ. Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chính thức có quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và phát triển Huy Phú. Cụ thể, theo quyết định số 1262 do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên thảo nêu căn cứ điều 62 luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm 2020 căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 13 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên lập vào lúc 17 giờ 16 phút ngày 24 tháng 8 năm 2023 tại sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Yên căn cứ quyết định số 1450 ngày 6 tháng 12 năm 2022 của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính theo đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường tại tờ trình số 585 ngày 20 tháng 9 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Phú Yên để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Huy Phú. Địa chỉ: thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Mã số doanh nghiệp: tám. Người đại diện theo pháp luật là ông Phan Thanh Hải với chức danh giám đốc. Liên quan đến những lý do Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên để để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công ty Huy Phú, trao đổi với phóng viên diễn đàn doanh nghiệp, ông Đặng Ngọc Anh giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Yên khẳng định, sau khi nghiên cứu hồ sơ, chứng cứ liên quan tới những hành vi vi phạm và vi phạm nhiều lần của công ty Huy Phú trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Đặc biệt tại cuộc họp liên ngành bao gồm các sở ngành chức năng, trong đó có Sở Tư pháp Công an tỉnh. Các đơn vị đã thống nhất chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên để điều tra làm rõ. Cũng theo ông Đặng Ngọc Anh, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tại thông báo số 401 ngày 20 tháng 9 năm 2023 về vụ vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển huy phú trong quá trình khai thác các khu vực mỏ cát sông Đà Rằng, thôn Phước Bình, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Sở Tài nguyên Môi trường đã có tờ trình cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Huy Phú. Người đại diện theo pháp luật là ông Phan Thanh Hải với chức danh giám đốc. Trước đó, trao đổi với phóng viên diễn đàn doanh nghiệp, ông Tạ Anh Tuấn chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, đây là vấn đề nóng về quản lý trên phạm vi cả nước chứ không phải riêng tỉnh Phú Yên. Quan điểm của Phú Yên là kiên trì kiên quyết để đưa vào nền nếp chứ cũng không phải chơi hay đánh ai cả. Có những cái phải làm ngay, xong có những việc phải có thời gian để làm sao thực hiện cho hiệu quả, ông Tuấn nói. Như diễn đàn doanh nghiệp đã thông tin từ đầu vụ, tình trạng khai thác vượt mức cho phép tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên, sau đó vận chuyển đi ra khỏi tỉnh để tiêu thụ mà không bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Và đây cũng chính là những nội dung làm nóng nghị trường tại buổi họp báo về tình hình phát triển kinh tế quý 2. Ngày 26 tháng 7 năm 2023 tại Phú Yên vừa qua. Đáng nói, tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên nổi lên như một hiện tượng, thế nhưng vai trò quản lý của cơ quan chức năng lại vàng bóng. Ngạc nhiên hơn, mặc dù tỉnh Phú Yên được mệnh danh là thủ phủ về nguồn vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi, thế nhưng giá bán lại cao hơn so với các tỉnh lân cận, là vấn đề hết sức khó hiểu. Thậm chí, có hiện tượng treo biển bán, giá bán nhưng trên thực tế thì không có nguồn vật liệu xây dựng để bán hoặc có bán thì giá cũng khá cao khiến nhiều doanh nghiệp phải chấp nhận sang các tỉnh lân cận để mua nhằm phục vụ cho dự án. Sự việc này đã vô tình đẩy chủ đầu tư và đơn vị thi công đã khó thì nay còn khó hơn hơn. Xong, điều lo lắng hơn có lẽ là tình trạng chảy máu tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang nổi lên như một hiện tượng và đáng báo động. Thế nhưng không hiểu lý do gì lại vắng bóng vai trò quản lý, sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng đang là vấn đề rất đáng lo ngại khiến dư luận đặc biệt quan tâm trong suốt thời gian qua